lại số đời. 300 ngày hôm đã qua mất rồi, đời mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được thấy, năm tháng dài vẫn còn buồn ba. Cuối thu vừa mới gặp bạn lòng, đồng sang được tình người em lấy chồng, bạn bè dăm ba đứa thôi, như chim trời lang vàng gió, xuân mới về khi một mình ta. Xuân ơi xuân lại đến, sinh đau thương ngủ yên, tình xuân cho thắm luôn. Năm cũ đã đi qua, xin vẫn mai tìm tới, cho muôn người vui tròn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại sổ đời, công danh lời duyên một năm lỡ rồi, chuyện đời là mây nước trôi. Xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở hoa. Chuyện đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở. Rồi, cho các bạn bài hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn bài chuyện ngày cuối năm. Bài này các bạn sẽ điểm với điệu Habanera nha. Vừa rồi mình cũng đàn và hát mẫu của bạn tham khảo, không biết có dính đúng quyền hay không nha. Nếu mà nãy giờ các bạn xem mà không thấy hát mẫu thì các bạn cứ gõ bài hát mẫu chuyện ngày cuối năm yêu chương. Rồi mình sẽ chia sẻ các bạn bài này trên tông rơi thứ ha. Rồi thì cũng như thường lệ thì trước hết mình chia sẻ các bạn đó solo trước, sau đó đi vào phần điểm hát sau nha. Rồi bài này sẽ là đoạn 1, đoạn 2, điệp khúc và đoạn cuối. Rồi nó cũng đơn giản giống như những bản nhạc Habanera thông thường thôi nha. Rồi bây giờ mình chia sẻ các bạn đó solo, chút xíu nữa mình sẽ đi vào phần điểm hát sau nha. Rồi bây giờ các bạn ghi đó solo đoạn đầu tiên. Cuối năm ngồi tính lại số đời, la son fa la re do re, la son fa la re do re. Rồi tiếp. 3 năm ngày hơn đã qua mất rồi. Rồi re re do re fa do re la, re re do re fa do re la. Rồi tiếp. Đời mình lại tay trắng tay, la re fa son la son, la re fa son la son. Tiếp. Công danh thì chưa được thấy, son son fa son fa la, son son fa la. Rồi tiếp. Năm tháng dài vẫn còn buồn ba. Rồi mi son là son là re mi, mi son là re mi. Rồi xong đó solo đoạn 1. Ở sau lưng dãy nốt mình ghi dãy số để dựa vào đó các bạn biết những nốt đó sẽ đàn dây nào, bấm chỗ nào nha. Rồi bây giờ sẽ là nốt solo đoạn 2. Nốt solo đoạn 2 thì cũng là ná với đoạn 1 thôi ha. Rồi nhưng mà nó có thay đổi chút xíu thì mình sẽ chia sẻ luôn. Cuối thu vừa mới gặp bạn hiền, la son fa la re do re. Rồi giống như câu đầu tiên của đoạn 1 luôn ha. La son fa la re do re. Rồi tiếp. Đông sang được tin người em lấy chồng, re re do re do re fa la. Câu này hơi khác với đoạn 1 chút xíu ha. Re re do re do re fa la. Rồi tiếp. Bạn bè dăm ba đứa thôi, la re fa son la son, la re fa son la son. Câu này giống như đoạn 1, giống câu thứ 3 của đoạn 1 luôn. Rồi tiếp. Nhưng chim trời lang bạc gió, son fa la, thì giống như câu thứ 4 của bạn của đoạn 1 luôn. Son fa la. Rồi tiếp. Xuân mới về riêng một mình ta. Rồi câu cuối cùng khác câu cuối cùng đoạn 1 luôn ha. Mi son do re la do re, mi son do re.
xong nốt solo đoạn 2. Rồi bây giờ sẽ là nốt solo điệp khúc. Xuân ơi, xuân lại đến. Rồi, rê 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 là pha, rê 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 là pha. Rồi tiếp, xin đau thương ngủ yên. Fa 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 rê son, fa 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 rê son. Rồi tiếp, tình xuân cho ấm lương duyên. Rồi thế này, son si si rê si la, son si si rê si la. Chữ rê này là thấm, ấm các bạn, chịu cực kéo vào tới cho nó rế một một mười nha, một mười tức là dây một có một mười cho nên rế đó. Son si si rế si la, si là si giá nha các bạn. Rồi tăng đi thứ thì các bạn solo là nó si giá nha. Khi nào qua rê trưởng mình mới solo nó si thường, còn tăng đi thứ thì mình sẽ solo nó si giá ha. Son si si rế si la. Rồi tiếp, năm cũ đã đi qua, la rê rê la son, la rê rê la son. Rồi tiếp, xin vầng mai tìm tới, son pha la, son pha la. Rồi tiếp, cho mỗi người vui tròn tinh xuân. Mi rê đô rê la rê mi, mi rê đô rê la rê mi. Rồi xong nó solo điệp khúc, còn đoạn cuối solo y chang như đoạn hai, đoạn cuối đoạn hai thế nào đoạn cuối solo y chang vậy là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ phần điểm hát cho các bạn. Rồi đầu tiên các bạn ghi intro, với một intro rất là ngắn rất là dễ thôi, các bạn tập sẽ rất lẹ nha. Rồi các bạn ghi câu đầu tiên intro. La re fa son la son, la re fa son la son, nốt la thì kéo vào, còn không thì đàn bình thường ngay chỗ gì 4 7. La re fa son la son. Rồi bấm cho son thứ chỗ này, thế bấm những cái hợp âm này mình chia sẻ các bạn hết rồi. Bạn nào mà chưa biết những thế bấm này thì các bạn cứ xem clip bủ bói guitar điểm hát, các bạn cứ gõ bủ bói guitar điểm hát đi chơi sẽ ra clip đó, các bạn sẽ biết được tất cả các hợp âm thông dụng mà các bạn thường chơi, thứ trưởng bảy gì đó, và mộc âm nó bao nhiêu chỗ bấm và bấm như thế nào mình chia sẻ hết trong clip đó nha. La re fa son la son, bấm son thứ chát cái thôi đó, chát cái nhớ nhịp tay nha, đừng cho dây nó vang dễ dở lắm, bấm cứng này. Nó vang dễ lắm ha, chát vậy nè. Rồi tiếp, son fa la, son fa la. Rồi lá này thôi kéo vô lá này đi, son fa la, nó mình kéo vậy hay hơn, nó là nốt lá nhưng mà O5 cũng được, nhưng mà các bạn kéo vô như 2 O10 nó sẽ hay hơn ha, cũng lá ha, son fa la, nó kéo đây nó hay hơn. Rồi bấm la trưởng chỗ này chát cái ha, đây là thấy bấm la trưởng thì như mình nói các bạn xem clip đó các bạn biết nha, của bố người ta điện hát á, chát cái. Rồi đàn tiếp, mi son đô rê la đô rê, mi son đô rê la đô rê. Rồi sau đó bấm vô rê thứ chát là đô rê. Bấm rê thứ bấm tắt luôn ha, muốn tắt bấm không thì bấm chặn, chát là đô rê. Thấy bấm tắt cũng như ông chặn mình chia sẻ các bạn rồi, các bạn cứ gọi thấy bấm tắt cũng như ông chặn điều trường xem đến xong các bạn sẽ biết những ông chặn mình sẽ bấm tắt như thế nào. Điển hình ở đây là rê thứ mình không bấm chặn mà mình bấm tắt vậy ha. Mi son đô rê là đô rê, nó đang nó xong bấm tắt luôn, chát. Rồi lót ba nốt là đô rê, đang đàn ở đây nhưng lót chạy ở đây lót nha, lót dây thấp nó bass cho nó hay, chứ bạn lót đây cũng được. Đang vừa mới đàn đây xong, mi son đô rê là đô rê, chát là đô rê, nó lặp lại nó dở lắm, nó bị trùng nốt. Thật ra cũng những nốt đó nhưng mình đàn xuống quãng thấp xuống là đô rê thì nó hay hơn ha. Rồi đàn đây là đô rê, mình cứ ghi số dây sau đường dãy nốt á. Rồi sau đó các bạn ngưng vào bài, lót ba nốt xong vào bài luôn, không dậm gì cả ha. Chát là đô rê, cuối năm ngồi tính lại sổ đời, nó nhẹ vào bài thôi nha. Rồi intro rất là đơn giản thôi nha. Rồi các bạn cứ tập từ từ chậm, được rồi tăng tốc lên, rồi khi được rồi đến một tốc độ nào đó thì tùy theo sở thích các bạn, cứ như thế các bạn áp dụng nha, nhanh chậm thì tùy theo mỗi bạn nha. Bây giờ mình sẽ mở intro chậm các bạn tham khảo nè. Mình sẽ vào, mình sẽ đàn intro lại bình thường nha. Rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn vào đoạn 1 các bạn sẽ điểm thế nào nha. Và tham khảo lại intro. Cuối năm ngồi tính lại sổ đời,
hận đã qua mất rồi. Đời mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được thấy, năm tháng dài vẫn còn bôn ba. Đó là đoạn 1. Thì đây là trên điệu Hamadera. Vào đoạn 1 các bạn có thể đàn điệu Hamadera cũng được, nhưng mà mình thì chia sẻ các bạn vào đoạn 1 các bạn áp dụng kiểu đàn bolero rải dây cho mình nha. Cách đàn bolero rải dây trong rơi thứ mình chia sẻ các bạn rồi, các bạn cứ gõ bolero rải dây điều chưa, rồi tìm clip mà tên trong rơi thứ các bạn tham khảo nha, rồi các bạn sẽ biết rơi thứ mình sẽ rải như thế nào, chuyển âm ra sao nha. Thực ra thì như mình nói các bạn vẫn có thể áp dụng đoạn 1 habanera, đoạn 2 habanera luôn, và tới đoạn cuối cũng habanera luôn đó. Nhưng mà thì mình chia sẻ cho nó phong phú. Đoạn 1 mình từ từ chậm rãi khoan thai dẫn dắt từ từ, đoạn 1 là mình rải dây thôi cho im dịu từ từ, từ đoạn 2 bắt đầu mình mới habanera lên vậy nha. Có áp dụng thế nào thì các bạn nha. Rồi sao hết đồ rải dây cuối năm ngôi tính lại số đời rồi đàn rê thứ, rồi cứ rải đàn bắt rê, sau đó bấm rê thứ cứ rải đầu cái điều tay mà rải ha. Rồi 300 ngày hơn đã qua mất rồi, chỗ này chuyển qua pha trưởng, bấm pha trưởng đàn hết nhịp chuyển qua rê trưởng cho mình, mất rồi nó đàn hết một nhịp chuyển qua rê trưởng rồi mình rải tiếp, mình hát tiếp ha. Rồi rê trưởng nè, rồi hát tiếp đời mình lại tay trắng tay, nó như vậy nó sẽ hay hơn. Còn nếu các bạn không chuyển rê trưởng thì giữ luôn pha trưởng cũng được, đời mình lại tay trắng tay, tới tay trắng tay mình chuyển xong thứ thôi nha. Rồi áp dụng thế nào thì các bạn nhìn chuyển rê trưởng sẽ hay hơn nha. Rồi chuyển rê trưởng rồi hát tiếp đời mình lại tay trắng tay, chỗ này chuyển xong thứ, công danh thì chưa được thấy, chỗ này pha trưởng, năm tháng dài vẫn còn bôn ba, chỗ này về là bãi la trưởng cũng được, la trưởng cũng được hoặc la bãi cũng được ha. Thì các bạn đi theo rê thứ, các bạn có thể sử dụng la trưởng hay la bãi gì cũng được. Bôn ba rồi vẫn bấm hợp âm la bãi rải, ba hai mốt hai, ba mốt hai ba bắt, nhưng mà không đang bắt, rải luôn cái la bãi một cái, ba hai mốt hai, ba mốt hai ba rải la bãi cái ngưng hát đoạn hai. Cuối thu vừa mới gặp bạn lòng, rồi tới đây mình mới hai ba đi ra lên nè. Đó ha. Rồi thì nói chung là các bạn cứ xem cái clip đầu clip á, mình có mẫu các bạn á, dựa vào đó các bạn cứ áp dụng vào là được nha. Rồi tóm lại hết đoạn 1 và 21 23 123 rã la bảy cái hát đoạn 2 vậy thôi nha. Rồi bây giờ ví dụ các bạn hết đoạn 1 và đoạn 2, tới đoạn 2 mình habanera mới habanera lên nha. Rồi đoạn 1 thì còn bố rô rải dây, công danh thì chưa được thấy, năm tháng dài vẫn còn bôn ba, cuối thu vừa đông sang được tình người em lấy chồng, bạn bè dăm ba đứa thôi, nhưng chim trời lang bạc gió, xuân mới về khi một mình ta. Rồi qua đoạn 2 thì habanera lên. Rồi bây giờ mình chia sẻ các bạn đoạn 2. Cuối thu vừa mới gặp bạn lòng, rồi thì bấm rê thứ chát 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 fa mi re, lót bài nó này vào nha, chát 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 fa mi re. Tại vì sao con này người ta nghĩ nè, ở đầu thì mình rải dây mình không cần phải lót cái điều ta mà rải thôi, tới đoạn hai này đàn habanera lên thì bắt đầu mình sẽ lót nè. Bạn long người ta nghĩ một là các bạn lót fa mi re, hai là các bạn đàn bỏ nhịp hát tiếp, cuối thu vừa mới gặp bạn long, chát 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 bùng chát bùng, động sang được tình người em lấy chồng, nó cái đàn bỏ nhịp hát tiếp ha. Còn lót vào sẽ hay hơn, lót thì chát 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 fa mi re, lót xong hát tiếp nha. Cuối thu vừa mới gặp bạn lòng, đông sang được tình người em lấy chồng, đó rồi sao con này người ta cũng nghĩ nè, thì lót chát 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 bấm pha trưởng, chát 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 fa son la, fa son la, sau đó bấm lại rê trưởng. Đó, giống như đoạn 1 ha, fa chuyển qua rê, nhưng mà đoạn 1 mình không có lót, nhưng mà đoạn 2 này thì lót vào chát 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 fa son la, rồi sau đó cũng bấm rê trưởng nha. Đông sang được tin người em lấy chồng, bạn bè dăm ba đứa thôi, nó mình bấm rê trưởng, mình đàn mình hát cho tới thôi mình chuyển qua son thứ ha. Rồi lại cuối thu vừa mới gặp bạn lòng lo, đông sang được tình người em lấy chồng đó,
tầm ba đứa thôi còn hư. Nhưng chim trời lang bằng gió pha trưởng, xuân mới về riêng một mình ta. Rồi trở lại đây thử cái chỗ xuân mới về á, là la bãi, cái này là chuyển hợp âm giữa nhịp đó. Các bạn nào mà chưa chuyển được âm giữa nhịp, các bạn xem clip cách chuyển hợp âm giữa nhịp đi chương, xem điều đó xong các bạn sẽ biết chuyển giữa nhịp được chuyển như thế nào nha. Áp dụng vào điệu nào cũng vậy, tức là mình chưa đàn hết một cái nhịp của cái điệu đó là mình phải chuyển rồi, tức là trong một nhịp mình phải chuyển hai hợp âm. Các bạn xem clip đó giùm mình nha, mình mẫu trên hình như là trên cái điệu Waterloo thôi, nhưng ra sao các bạn áp dụng điệu cha cha hay điệu gì cũng vậy thì cứ như thế các bạn áp dụng là được nha. Xuân mới về thì cái la bài đó mình ghi trong mặt vuông đó là chuyển giữa nhịp riêng một mình ta, về lại chủ âm rồi thứ. Còn các bạn không chuyển cái la bãi giữ nhịp đó thì chưa lang bạc gió giữ phạch bấm la bãi luôn, không bấm pha trưởng. Như chim chưa lang bạc gió la bãi luôn, xuân mới về riêng một mình ta. Nó vậy thì các bạn cũng được nha, tức là muốn chuyển giữ nhịp thì cứ theo hợp âm mình đi trên màn hình, bạc gió pha trưởng, xuân mới về la bãi giữ nhịp riêng một mình ta, về rồi thứ, như vậy nó sẽ hay hơn. Còn nếu không chuyển giữ nhịp thì như chim chưa lang bạc gió bấm luôn la bãi gió, xuân mới về riêng một mình ta, về lại chủ âm để thấy vậy thôi, là đơn giản nha. Rồi khi các bạn áp dụng thế nào thì các bạn cứ ghi như vậy nha, mình mới vừa chia sẻ đó thì các bạn ghi như vậy là được. Còn nếu đàn y chang như mình thì cứ nhìn hợp âm trên mình, và mình cũng ghi trên màn hình phần comment đó, các bạn cứ copy về và các bạn theo âm đó các bạn điểm nha. Còn không chuyển giữa nhịp thì các bạn cứ thay đổi hợp âm nha, ngay chỗ pha đó đổi thành la bãi nha các bạn. Rồi cho hết đoạn hai, hết đoạn hai thì lót chắc 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 là đủ. Ba nốt này giống nãy cuối intro thôi. Rồi lót xong bắt đầu đàn bolero lên để áp dụng hát điệp khúc. Điệp khúc là mình không đàn hamera nữa mà mình đàn điệu bolero. Còn kiểu đàn bolero nào thì các bạn có thể áp dụng bolero căn bản, bolero chèn bát, hoặc là quạt chả bolero, hoặc là một kiểu đàn bolero đó các bạn quen thuộc, các bạn cứ áp dụng là được nha. Rồi không đàn hamera nữa mà đàn bolero nha các bạn. Rồi bây giờ ví dụ các bạn hết đoạn 2 qua điệp khúc rồi mình sẽ chia sẻ điệp khúc. Nhưng chim trời lang bạc gió xuân mới về riêng một mình ta. Bộ rô lên. Xuân ơi, xuân lại đến, sinh đau thương ngủ yên, tình xuân cho thắm lương duyên. Năm cũ đã đi qua, sinh vẫn mãi tìm nơi cho một người vui tròn tình xuân. Rồi điệp khúc các bạn sẽ điểm vậy nha. Rồi xuân ơi xuân lại đến, cho bạn chuyển pha trưởng rồi cứ bolero nha. Xin đau thương ngủ yên, cho bạn chuyển qua son thứ. Tình xuân cho thắm lương duyên, rồi cho ấm lương duyên. Rồi ngay các bạn có thể rớt hợp âm ngay chỗ ngay cái bát ngay chỗ lương ha. Tình xuân cho thắm lương duyên đó, mình ngay lương. Rồi mình cứ hát kiểu gì bình thường, rồi trong khi đó mình sẽ lót câu này. Rải chắc son si re si la, lót câu này xong bấm rê trưởng cho mình nha. Son si dáng nè, rê nè, rồi si nè, trở lại la nè, rồi bấm rê trưởng, rồi đàn tiếp hát tiếp. Năm cũ đã đi qua, tới đây mình chuyển qua son thứ nha. Tại ngay cho đó người ta nghỉ đó thì mình đưa cô lót vào nha. Còn các bạn không lót thì lương duyên bấm rê thứ đàn nhịp và bỏ nhịp, rồi hát tiếp. Năm cũ đã đi qua, vậy thôi ha. Rồi tóm lại muốn lót vào thì hay hơn, lót xong nhớ bấm rê trưởng nha. Son si re si la, bấm rê trưởng, rồi bắt đầu đàn tiếp bình thường. Rồi năm cũ đã đi qua, tới qua mình chuyển qua son thứ. Còn không lót thì cứ đàn bỏ bấm rê thứ, đàn bỏ nhịp rồi hát tiếp nha. Rồi ví dụ các bạn này lại, các bạn hình dung lại chỗ cô lót nè. Xuân ơi xuân lại đến, sinh đau thương ngủ yên, tình xuân cho ấm lương duyên. Năm cũ đã đi qua, sinh vẫn mai tìm tới, vậy đó ha. Rồi năm cũ đã đi qua, còn thứ sinh vẫn mai tìm tới, pha trưởng cho một người vui tròn tình xuân. Rồi về la bãi hoặc la trưởng cũng được, cho một người vui tròn tình xuân bấm la trưởng đây đi cho nó hay ha. Thật các bạn bấm la trưởng đây cũng được, nhưng bấm đây thì mình dậm hay, bấm đây cũng được mình dậm. Chát 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 chát, si 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 la, nó ba cái si dán trưởng và một cái la trưởng. Còn không bấm đây nha. Đó, nói chung các bạn muốn bấm chỗ nào bấm, bạn quen chỗ nào bấm. Rồi tóm lại hết điệp khúc là trong tình xuân là bấm la trưởng, chát 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 chát, si 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 la, ba cái si dán trưởng và một cái la trưởng. Rồi ngừng hát đoạn cuối. Xin vầng mai tìm tới cho muôn người vui tròn tình xuân, chát 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 chát, si 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 la, vậy đó ha, ba cái si. Đàn năm cái chát 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 chát, si 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 la rồi.
rồi ngưng luôn, hát đoạn cuối. Cuối năm ngồi tính lại số đời. Qua đoạn cuối áp dụng giống đoạn 2 áp dụng thế nào, đoạn cuối các bạn cứ y như đoạn 2 các bạn áp dụng là được nha. Rồi bây giờ ví dụ các bạn hết đoạn điệp khúc qua đoạn cuối. Xin vắng mai tìm tới cho một người vui tròn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại số đời. Công danh lời viết một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mấy nước thôi. Rồi tóm lại y chang như đoạn 2 nha. Cuối năm ngồi tính lại sổ đời pha rê thứ lót, chỗ này muốn lót nghỉ, người ta nghỉ một nhịp đó mình muốn lót thì mình lót pha rê giống đoạn 2, tức là dựa vào đoạn 2 các bạn, này mình sẽ đi nhanh y chang đoạn 2 là được nha, không lót thì đang bỏ nhịp rồi hát tiếp. Đời chắc 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 pha rê rồi hát tiếp. Công danh lời duyên một năm lỡ rồi, về pha trưởng chắc 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 pha son lá, sau đó bấm rê trưởng y chang đoạn 2 nha, không lót pha son lá thì cứ đàn bỏ nhịp, bấm pha trưởng đàn bỏ nhịp hát tiếp. Chuyện đời là mấy nước trôi, tới đây chuyển son thứ thôi nha, còn không thì lót vào hay hơn. Được rồi, bấm pha trưởng chắc 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 pha son lá, sau đó bấm rê trưởng nha, rồi mới hát tiếp. Chuyện đời là mấy nước trôi vậy nha, rồi chuyển son thứ. Xuân ơi mùa xuân lại tới pha trưởng trên gác nghèo, chỗ này là bãi giữa nhịp nha, giống như đoạn 2 y chang đoạn 2 vậy thôi nha. Rồi, mơ mộng nở hoa, còn không bỏ la bãi giữa nhịp ngay chữ nghèo thì các bạn xuân ơi mùa xuân lại tới lên la bãi luôn, khỏi bấm pha trưởng. Lại tới trên gác nghèo mơ mộng nở hoa, rồi tới đây mình về là chủ âm rê thứ thôi nha. Rồi áp dụng thế nào thì các bạn cứ ghi theo cách mà các bạn áp dụng vào nha. Rồi hết đoạn vừa hết đoạn cuối thì cũng lót ba nốt chắc 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 là đô rê, lót xong bấm rê trưởng để hát lặp lại nha. Hồi nãy các bạn hết đoạn 2 bạn lót ba nốt này, sau đó bạn bấm rê thứ, bạn quạt trả lên, các bạn hát được khúc. Còn bây giờ kết thúc bài rồi, mình chuẩn bị hát lặp lại để kết ao, cho nên khi lót xong bấm rê trưởng nha, nó mới hay. Bạn bấm lại rê thứ cũng được nhưng mà không hay nha, tại vì mình sẽ hát lặp lại từ ngay chỗ chuyện đời là mấy nước trôi, nó sẽ chuyển qua son thứ. Trước khi chuyển qua son thứ mình lên hợp âm rê trưởng thì nó sẽ hay hơn nhiều so với rê thứ nha. Rồi thì áp dụng thế nào thì các bạn muốn rê thứ rê trưởng gì cũng được, nhưng rê trưởng sẽ hay hơn nha. Lót xong bấm rê trưởng hát lặp lại nha. Rồi trên gác nghèo mơ mộng nở hoa, chắc 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 là đô rê, bấm rê trưởng hát lặp lại từ ngay chỗ này. Chuyện đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân lại tới, mùa xuân này tới, bấm pha trưởng trên gác nghèo. Rồi đàn hát nhịp lại là bãi ha, lại tới này tới, mùa xuân này tới là bấm pha trưởng trên gác nghèo, đàn hát nhịp nó rải là bãi cái ngưng. Rồi mới hát tiếp mơ mộng hoa. Rồi nghe hoa mình đàn bắt rê cái mình chát cái bấm rê thứ chát cái, rồi bắt đầu kết ao. Kết ao y chang intro thế nào cái ao chang vậy. Cho nó cái rê thử nữa. Tức là y chang intro là mình là đô rê mình vào bài, còn bây giờ mình là đô rê xong mình cũng có thể dậm rê trưởng cũng được, hoặc dậm rê thứ cũng được, tức là dậm cái rê nữa rồi ngừng kết thúc bài luôn dạng vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn hát hết đoạn cuối hát lặp lại và sẽ kết ao cho các bạn. Xuân ơi mùa xuân này tới trên gác nghèo mơ mộng nở hoa, lót bấm rê trưởng. Chuyện đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới trên gác nghèo, đó là bài. Rồi hát tiếp mơ mộng hoa. Y chang intro, dậm thêm rê thứ cái hoặc rê trưởng cũng được luôn, là kết thúc bài dạng vậy nha. Rồi còn chỗ nào mà các bạn mơ hồ chưa hình dung ra được thì các bạn comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.